Tin an ninh trật tự. Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dương Hồng Hiếu trú tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến nay, Hiếu sử dụng các tài khoản mạng xã hội tên Dương Hồng Hiếu, Dương Hiếu và Phù Dung tự kêu oan, đăng tải nhiều nội dung không đúng sự thật, bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự nhân phẩm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và nhiều cá nhân tu sĩ chức sắc. Trước đó, Dương Hồng Hiếu đã bị cơ quan chức năng mời làm việc nhiều lần và làm cam kết không tái phạm về hành vi tương tự. Nhưng sau đó, Hiếu vẫn coi thường pháp luật, tái diễn hành vi vi phạm. Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay tại bản Trung Trải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đã xảy ra một vụ án giết người. Do mâu thuẫn, đối tượng Hằng A Hồ, sinh năm 1982, trú tại xã Sùng Phài, đã dùng dao sát hại người yêu và mẹ của người yêu rồi tự sát nhưng không thành. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sùng Phài đã báo cáo với Ban Chỉ huy Công an thành phố, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng chức năng Công an tỉnh Lai Châu đến hiện trường xác minh làm rõ. Bước đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân, Hồ đã dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào hai mẹ con người yêu đã khiến cho hai người này tử vong tại chỗ. Sau đó thì Hồ khóa trái cửa cố thủ bên trong nhà và dùng dao đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát. Lực lượng công an thành phố đã có mặt tại hiện trường phá cửa khống chế đối tượng, thu giữ dao và đưa đối tượng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Và hiện vụ án đang được giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Còn tại tỉnh Hà Nam, Tòa án Nhân dân thị xã Duy Tiên vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm Tạ Văn Nam trú tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội về tội giữ người trái pháp luật. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 18 tháng 12 năm 2023, Tạ Văn Nam điều khiển xe mô tô đến công trường xây dựng công ty Quang Anh, nơi anh Nguyễn Tiến Dũng làm việc để đòi tiền nhân công anh Dũng thuê Nam. Do không có tiền trả, vào khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, Nam chở anh Dũng về phòng trọ tại tổ dân phố Hòa Trung B, phường Tiên Nội, sau đó khóa cửa với mục đích để anh Dũng không bỏ trốn. Khi trả xong nợ thì Nam mới thả anh Dũng về. Đến khoảng 9 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2023, lực lượng công an đến, anh Dũng mới được giải thoát. Căn cứ tính chất mức độ hậu quả của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Tòa án Nhân dân thị xã Duy Tiên đã tuyên phạt Tạ Văn Nam 27 tháng tù. Thưa quý vị, Công an phường Xuân An, tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận một khẩu súng quân dụng tự chế và 5 viên đạn do người dân mang đến giao nộp, đồng thời lập biên bản tiếp nhận để chuyển cho đơn vị chức năng xử lý theo thẩm quyền. Khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 4, anh Nguyễn Minh Đức sinh năm 1990 là người dân quê ở tỉnh Bạc Liêu, hiện đang tạm trú tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. Trong lúc đi cào dột tại khu vực bờ sông gần cầu Ké thuộc phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, có nhặt được một khẩu súng quân tự chế và 5 viên đạn. Chiều cùng ngày, anh Đức đã mang khẩu súng trên đến công an phường Xuân An để giao nộp. Hành động này của anh Đức đã được công an chính quyền địa phương ghi nhận và biểu dương. Để duy trì và nâng cao hiệu quả việc vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia vào cuộc. Khi người dân đồng tình ủng hộ tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, tự giác giao nộp, không sử dụng các dự trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chính là góp phần mang lại sự bình yên trên địa bàn. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đức Dương và các đồng phạm về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, trong các năm 2020, 2021 và 2022, Trần Đức Dương với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Bắc Cạn, Trung tâm Đăng kiểm 9701D đã chỉ đạo thống nhất cùng Hoàng Huy Trường, Phó Giám đốc Công ty, các đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ nhận tiền hối lộ của khách hàng đăng kiểm, bỏ qua lỗi không đạt điều kiện kiểm định để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện cơ giới và máy chuyên dùng trái quy định pháp luật, mỗi lần nhận tiền từ 150.000 đến 1 triệu 500.000 đồng của tổng số 997 lượt khách hàng đến đăng kiểm. Tổng số tiền các bị cáo đã nhận hối lộ là gần 334 triệu đồng. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đức Dương 4 năm tù và bổ sung 50 triệu đồng, Hoàng Huy Trường 3 năm 6 tháng tù và bổ sung 40 triệu đồng. Các bị cáo còn lại, mỗi bị cáo nhận mức án từ 2 năm tù đến 3 năm 6 tháng tù, đồng thời truy thu số tiền các bị cáo được hưởng lợi do nhận hối lộ để xung công quỹ nhà nước. Sau thời gian theo dõi các đối tượng có hành vi sử dụng tiền giả, có mệnh giá lớn trên địa bàn, Công an tỉnh An Giang đã mở rộng điều tra, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
qua đó đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả số lượng lớn. Trước đó vào ngày 31 tháng 1 năm 2024, Đỗ Chí Huyện, chú tỉnh Sóc Trăng, đi xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về chợ Vịnh Tre thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang để nhận 8 triệu đồng tiền giả đã đặt mua trước đó. Huyện dùng 2 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng ghé tiệm tạp hóa mua hàng để được trả lại tiền thật. Tuy nhiên, Huyện bị người dân phát hiện, bắt giao công an cùng 7,6 triệu đồng tiền giả thu giữ trong người Huyện. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng bán tiền giả cho Huyện là Huỳnh Nhật Thư và em ruột Huỳnh Bé Thư, chú huyện Châu Phú. Tiến hành khám xét nơi ở của hai chị em Thư, lực lượng công an thu giữ trên 29 triệu đồng tiền giả. Từ lời khai của chị em Thư, ngay trong ngày, lực lượng công an tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Ả Minh, thu giữ 67,7 triệu đồng tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau, cùng nhiều các máy móc, thiết bị dùng để sản xuất tiền giả. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các bị can để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng vừa phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu khai báo gian dối để xuất khẩu kim loại trái phép qua cửa khẩu cảng Hải Phòng đi nước ngoài tiêu thụ. Kiểm tra 6 container đã làm xong thủ tục thông quan hàng hóa, đang đưa lên tàu để chuẩn bị vận chuyển đi Thái Lan tiêu thụ. Qua điều tra ban đầu, xác định lô hàng trong 6 container của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư NHT, địa chỉ tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đã được khai báo theo thủ tục hải quan ngày 22 tháng 4 năm 2024. Hàng hóa khai báo là gỗ ván ép nhiều lớp, làm từ gỗ keo rừng trồng, hàng mới 100%, xuất xứ Việt Nam. Tuy nhiên, qua kiểm tra, phát hiện trong 6 container nêu trên, hàng hóa không phải là gỗ ván ép, mà toàn bộ là hợp kim đồng, dạng khối và dạng tấm, vỉ, có tổng trọng lượng trên 168 tấn, trị giá ước tính lên tới 30 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Các đối tượng là Nguyễn Tuấn Linh, chú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ quốc tế AlphaGold, và Đỗ Hoành Quân, chú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn BioFlop. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022, Linh và Quân cùng hợp tác hoạt động kinh doanh sản phẩm thức ăn thủy sản, xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, hai đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để kiếm lợi bất chính với số tiền lớn. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của người dân trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày sắp tới. Vì thế mà hôm nay cũng chính là ngày được dự báo là cao điểm nhất người dân di chuyển ra khỏi các thành phố lớn. Tại thủ đô Hà Nội, nhiều tuyến phố ngay từ đầu giờ chiều đã có áp lực phương tiện gia tăng mạnh, liên tục giữ ở mức cao cho đến thời điểm này. Và phóng viên INTV đã có ghi nhận tại một số tuyến đường huyết mạch và cửa ngõ thủ đô Hà Nội. Ngay từ đầu giờ chiều, áp lực giao thông trên một số tuyến vành đai và các trục hướng tâm đã tăng lên rất nhanh. Lưu lượng phương tiện dồn về các tuyến như vành đai 2, vành đai 3, Giải Phóng, Cổ Linh khiến cho dòng phương tiện di chuyển chậm. Cá biệt, một số va chạm nhỏ trên vành đai 3 trên cao khiến dòng phương tiện trên tuyến này di chuyển ngắt quãng, duy trì ở mức chậm. Các đoạn lên xuống tuyến này vẫn là điểm nóng về tình hình ùn tắc giao thông. Ùn tắc và nắng nóng khiến việc đi lại của nhiều người dân trong dịp này cũng trở nên khó khăn, vất vả hơn rất nhiều so với ngày thường. Vào trong nội đô thì những ngày này phương tiện thì tăng gấp lên, nói chung là đột biến rất là nhiều lần và di chuyển ai cũng nói chung là đi chơi, đi về quê rồi đi thăm nơi nọ nơi kia thì thực cũng rất là khó khăn, ùn tắc có khi mất nhiều tiếng đồng hồ, nhiều giờ đồng hồ mới lưu thông được. Theo em thì thấy tình hình này thì đi trên đường rất ở nội đô thì rất là tắc đường, thường thường nhất là vào mấy cái ngã ba ngã tư ở gần mặt bến đấy, trên cầu nữa, nên thế là lượng khách thì nó cũng không được đông đảo cho lắm so với ngày mai. Như các bạn có thể nhìn thấy là ngay sau lưng tôi đây là một số phương tiện đang gặp về sự cố về thu phí không dừng.
Đối với phương tiện này thì công ty quản lý phụ trách đường cao tốc sẽ bố trí lực lượng hướng dẫn vào các làn xử lý sự cố. Đồng thời với đấy là sẽ tăng cường là hướng dẫn phân làn các phương tiện đi thông suốt trên tuyến ETC. Chúng tôi đã bố trí cái làn xử lý sự cố đối với các cái trường hợp mà xảy ra cái sự cố tại cái liên quan đến cái thu phí không dừng thì sẽ bố trí cái phương tiện để qua làn sự cố hoặc là bố trí các cái phương tiện cứu hộ sẵn sàng để ứng trực trong trường hợp mà có xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ kéo cái xe đấy tấp vào cái làn khẩn cấp hoặc là đi qua cái làn xử lý sự cố và giải quyết giải phóng hiện trường sớm nhất có thể. Các tuyến quanh khu vực các bến xe lớn như Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm cũng ghi nhận tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn. Nhiều người cho biết thường mất khoảng từ 6 nhịp đèn mới có thể thoát được các nút giao trên các tuyến này. Các tuyến cửa ngõ ra vào thủ đô cũng như một số tuyến cao tốc ghi nhận lưu lượng phương tiện rất lớn. Trong ngày hôm nay, 100% lực lượng cảnh sát giao thông đã được huy động đến các điểm nóng về giao thông giúp người dân di chuyển thuận lợi hơn. Căn cứ vào cái địa bàn đơn vị được phân công thì chúng tôi đã bố trí cán bộ chiến sĩ ở tất cả các cái điểm ra, điểm vào, điểm đầu, điểm cuối của đường cao tốc. Khi mà có cái tình huống sự cố xảy ra trên tuyến thì ban chỉ huy đội sẽ là thông báo cho tất cả cán bộ chiến sĩ để mà có thể là phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tránh cái việc ùn tắc kéo dài. Khuyến cáo người dân tham gia giao thông này là thứ nhất là chúng ta tham gia giao thông thì tuyệt đối phải chấp hành luật giao thông đường bộ, là giữ một cách an toàn, tuyệt đối là không dừng đỗ trên đường cao tốc và không vi phạm chạy quá tốc độ. Thứ hai nữa là người dân cũng nên tham khảo các kênh thông tin để nắm được là tình hình là phương tiện lưu lượng cũng như là các khung giờ để đảm bảo làm sao mà tránh được những khung giờ mà đông phương tiện ra để chúng ta lưu thông tốt hơn. Các tuyến cao tốc như Pháp Vân Cầu Rẽ, Hà Nội Lào Cai, Hà Nội Hải Phòng, tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 5, quốc lộ 18 cũng có số lượng phương tiện tăng đột biến. Các tuyến dẫn lên sân bay Nội Bài cũng có mật độ phương tiện lớn. Theo dự báo, lưu lượng phương tiện sẽ vẫn tiếp tục giữ ở mức cao. Người dân cần phải cân nhắc lộ trình di chuyển và cập nhật liên tục trên các ứng dụng hành trình để lựa chọn tuyến và thời gian di chuyển phù hợp.